Trải qua những thăng trầm của lịch sử, cộng đồng dân tộc Dao ở Việt Nam đã tạo dựng nên các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, góp phần làm phong phú, đa dạng nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Là người con của đồng bào dân tộc Dao, ông Nguyễn Văn Tư, người có uy tín, mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn luôn say mê với văn hóa truyền thống của quê mình. Ông đã cùng bà con nhân dân trong khu tìm tòi, sưu tầm nét văn hóa dân tộc, những điệu múa, các nhạc cụ, nhất là những điệu múa của người Dao. Trước hết là mình phải hiểu và biết được cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thứ hai là cái bản sắc của dân tộc mình để mà duy trì dạy dỗ cho cái lớp sau này. Với sự vận động, tuyên truyền khéo léo của người có uy tín như ông Tư, năm 2021, câu lạc bộ văn hóa dân tộc Dao đã được thành lập. Các thành viên tham gia cảm thấy rất phấn khởi và tự hào khi họ được tiếp cận nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc mình và chung tay giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đó. Là người luôn tâm huyết với văn hóa dân tộc, ông Tư đã tranh thủ thời gian giáo dục truyền thống, chia sẻ về cái hay, cái đẹp về văn hóa dân tộc Dao cho các thế hệ trong thôn. Ông bắt đầu dạy chữ Hán nôm Dao quần chẹt, là hệ thống ký tự chữ Hán được phiên âm ra tiếng Dao. Chữ Hán nôm Dao trước đây được sử dụng trong mọi văn tự của người Dao, từ sách vở đến ghi chép ngày, tháng, thơ, văn, di chúc, tục lệ. Chữ nôm Dao gắn liền với đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Dao. Bên cạnh đó, một trong những nét văn hóa độc đáo được xem là bản sắc rất riêng của người Dao nơi đây là điệu múa rùa. Đây là những di sản văn hóa phi vật thể rất đa dạng, phong phú và mang đậm bản sắc truyền thống của dân tộc Dao. Ở tháng Chạp, tức là tháng 12 âm lịch ấy, thì tổ chức vào làm cái điệu tết nhảy, thì là có điệu múa trong tết nhảy, có điệu múa rùa. Thì múa rùa là tổng kết một năm, tức là đã thu hoạch được mùa màng này, làm ăn được phát đạt này, nhưng mà năm nay được như thế này, sang năm là từ trở đi là còn đấy là cố gắng hơn và bảo đấy các thần linh là phù hộ cho làm ăn nó phát đạt hơn và con cái là tiến bộ hơn. Múa rùa của người Dao không chỉ đơn thuần mang yếu tố nghệ thuật, tâm linh mà còn mang tính giáo dục, sự kế thừa văn hóa truyền thống, là sự tái diễn lại các hoạt động trong lao động, sản xuất, trong cuộc sống đời thường. Đây sẽ là những giá trị văn hóa tinh thần vô cùng quý giá trong kho tàng văn hóa nghệ thuật của người Dao, góp phần làm giàu thêm nền văn hóa các dân tộc Việt cần được bảo tồn và gìn giữ. Một trong những nét đẹp văn hóa người Dao phải kể đến là nét đẹp trong văn hóa trang phục. Người phụ nữ Dao từ nhỏ đã được bà, được mẹ chỉ bảo, truyền dạy cho cách thêu thùa, làm trang phục truyền thống. Từ xa xưa, trang phục là một trong những yếu tố quan trọng chứa linh hồn và bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Ngoài tiếng nói, trang phục là yếu tố đầu tiên để phân biệt các tộc người với nhau. Đó còn là nét đẹp văn hóa, chứa đựng tinh hoa, sáng tạo nghệ thuật của từng dân tộc. Khu Xuân Thắng, xã Cự Thắng, nơi có hơn 100 hộ dân, chủ yếu là người Dao quần chẹt sinh sống. Đồng bào Dao quần chẹt nơi đây luôn có ý thức bảo tồn, giữ gìn nét đẹp trang phục dân tộc. Trang phục truyền thống của người Dao quần chẹt đa dạng từ quần, áo, yếm, khăn, mũ. Lấy tông màu chàm đen làm chủ đạo, kết hợp với những nét văn hóa thêu chỉ, các phụ kiện, trang sức khá cầu kỳ, hòa quyện vào nhau thành một khối thống nhất không thể tách rời. Bằng sự khéo léo của đôi bàn tay, người phụ nữ dân tộc Dao quần chẹt ở xã Cự Thắng đã dệt nên những bộ trang phục cầu kỳ với hoa văn, họa tiết đẹp mắt. Đồng bào dân tộc Dao thì là nói chung là ai cũng phải có cái bộ như thế này. Và bây giờ là mình là con gái thì là mình cũng phải có, đi làm thì ăn mặc khác hơn. Thế nhưng mà còn nếu mà mình mà đi lễ đi hội là mình phải có bộ đồng phục như thế này. Cái hồn trong trang phục truyền thống cũng như nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Dao quần chẹt đã, đang và mãi là sản phẩm tinh thần được bà con gìn giữ và bảo tồn.